bạn coi làm hai phần. Thì bây giờ Chelsea sẽ nói tiếp cái phần tiếp theo ha. Điều gì xảy ra là để cho việc tốt đẹp hơn xảy ra, nên chúng ta sẽ hoan hỷ cho cái việc này. Để biết đâu nó coi như là tái tạo lại cái năng lượng để bắt đầu đi vào trọng tâm hơn ở một cái chủ đề tiếp theo. Bây giờ thì cái phần này Chelsea sẽ bóc tách thêm cho các bạn. Biết phải làm gì rồi đúng không? Có vẻ bỏ ăn bỏ uống này kia để nghe livestream quá. Rồi các bạn đã vào ổn chưa? Tình yêu đã quay trở lại, tình yêu hôm nay thì tình yêu cũng chuẩn bị bài cho mọi người. Hôm nay sẽ coi cho mọi người tarot nhưng kết hợp với thần số, có một bộ bộ liên quan tới thần số đây, cộng với một bộ tarot. Coi ngắn lắm, coi vô cùng ngắn cho mỗi người kiểu như một cái thông điệp thôi. Một cái góc khuất, một cái hay góc khuất nữa mà một cái niềm tin nào mà bạn cần phải tái cài đặt lại. Thương quá, nói chung là tại vì dùng bằng cái điện thoại nên ra nó cũng sẽ có những cái rủi ro khi mà livestream quá dài. Thường livestream người ta sẽ stream 12 nửa tiếng thôi, mình mất sáng giờ luôn, cái sao điện thoại nào chịu nổi. Rồi mình quay lại với cái phần 1 hồi nãy một chút. Trước khi mình đợi những các bạn vào cho kịp, một số bạn hồi nãy là bị đã out livestream ra, cũng không biết nguyên nhân gì, tại sao một cái sự hồi nãy là mình nói đến cái chỗ cái phần gọi là chúng ta đúng không, chúng ta không phải là những nãy mình nói tới phần nào ta, cái phần cái câu chuyện con ruồi, rồi câu chuyện đầu là Tracy có nói với bạn là chúng ta không phải là những con người không phải những con người có những trải nghiệm tâm linh, trải nghiệm tinh thần, mà chúng ta là những sinh vật tinh thần đến cuộc đời này để có trải nghiệm con người đúng không. Và mọi người rất là thấm cái thông điệp này. Bạn nào đang vào cái phần 2 luôn thì muốn thấm thì các bạn sẽ quay lại với cái phần 1, các bạn coi lại hồi sáng giờ. Thì bây giờ mình trước khi mình đến vào một cái tư duy nữa là mình sẽ giải mã một cái câu hỏi là tại sao mình sống rất là đạo đức, người khác sống không đạo đức. Nhưng mình thấy đa phần những người mà họ không có mình theo góc nhìn của mình nhá, thấy người ta sống kiểu như rất là tham lam, rất là không có ổn, mà tại sao họ rất là giàu, mà tôi sống rất là hiền lành, rất là đạo đức, rất là nhân quả luôn, rất là hiểu về luật nhân quả luôn mà tôi vẫn chưa giàu. Cho nên bây giờ chúng ta sẽ giải mã câu này. Câu này nhức nhối lắm và Chelsea thật sự cũng nhức nhối, và Chelsea cũng hôm nay chỉ là một góc nhìn để mà giải mã cùng với mọi người, và Chelsea rất là mong muốn cái sự hiểu các bạn cùng với Chelsea để giải mã cái điều này ha. Chứ thật ra bản thân Chelsea thì cũng chưa có đủ hết đâu. Chelsea nghĩ cũng nó sẽ rất là nhiều góc khuất ở đây, không thể nào mình sẽ giải mã câu lớn như thế này được. Nhưng mà Chelsea có một cái sự vui vẻ để giải quyết cái này cho các bạn. Thì Chelsea quay lại với ví dụ con ruồi. Một con ruồi nó muốn thoát ra khỏi cái lồng kính đó và nó cứ đâm đầu vào cái lồng kính đó đúng không, và cuối cùng nó cũng không, cứ mỗi lần nó cố gắng nó đâm vào cái lồng kính thì nó lại cũng không có thoát ra được, và nó cũng cứ tin một cái điều, một cái niềm tin mà nó được 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 tích lũy từ trước bây giờ là cứ phải cố gắng, mình muốn đạt được cái điều đó, mình muốn thoát ra khỏi đó thì mình cứ đâm thẳng vào cái đó để mà mình đạt được cái mục đích đó của mình. Nhưng cuối cùng con ruồi vẫn không đạt được mục đích, được không? Thì lúc này con ruồi sẽ có suy nghĩ gì? Suy nghĩ là mình không có sức khỏe, mình không có lực, mình không có đủ, đại loại bắt đầu quay lại cái việc không ghi nhận bản thân mình. Tuy nhiên cái con ruồi lại không biết được rằng là ở đằng xa nó cách khoảng 10 bước nó có một cái cánh cửa, và chỉ cần bay đó thì sẽ có một cái lối thoát để ra bên ngoài. Thì cũng giống như chúng ta thôi, chúng ta đang tập trung vào cái việc kiếm cái thứ mà chúng ta đang thiếu đúng không, chúng ta đang thiếu tiền mà, thì chúng ta sẽ tập trung vào kiếm cái thứ mà chúng ta đang thiếu. Cho nên đa phần các bạn cũng sẽ là
nghĩ rằng là mình phải nỗ lực, mình phải cố gắng, mình phải ABC thì mình mới kiếm được cái thứ mà mình đang thiếu được, và cuối cùng mình cũng không đạt được chủ đích của mình. Nhưng các bạn không chịu thay đổi góc nhìn, thay đổi tư duy, thay đổi trạng thái năng lượng và tin vào những cái thứ là, tại vì mới đầu tiên con rùa nó cũng nhìn xung quanh, nó làm gì, nó thấy có cái lối thoát nào, được không? Nhưng mà đã nói rồi, vũ trụ đã sắp đặt hết rồi, không bao giờ cho đứa con của mình không có một cái lối thoát nào cả. Các bạn được đến vũ trụ như một người cha, nha, sẽ nhắc lại ẩn dụ này, vũ trụ như một người cha là giống như người cha cho con chơi trò chơi, người cha đứng ở ngoài quan sát con mình chơi, nhưng người cha không có tham gia vào trò chơi của các con, nhưng luôn luôn đảm bảo con mình an toàn. Thì vũ trụ cũng vậy, cũng sẽ luôn luôn quan sát các bạn và luôn luôn đảm bảo các bạn an toàn. Nên cái lúc mà bạn bất bí quá, các bạn không biết là các bạn phải làm gì, các bạn yên tâm, hãy có một cái niềm tin là luôn luôn có một ánh sáng ở đâu đó. Chỉ cần bạn thay đổi góc nhìn, thay đổi trạng thái năng lượng, được không ạ? Và có một cái niềm tin, tin vào cái, vì tự hãy tin đi rồi sẽ thấy, rồi bạn sẽ thấy cái thứ mà bạn tin. Tại vì bạn không tin thì bạn làm gì mà thấy, cho nên bạn mãi không tin thì bạn cũng không thấy nó thay đổi một cái gì cả. Nhưng mà có một cái niềm tin là cứ tin, niềm tin theo cái kiểu là nhìn thẳng vào cái thứ mà kiếm cái thứ mình đang thiếu, nhìn thẳng vào cái thứ mà mình đã không thể nào thay đổi được kết cục rồi á, mà cứ đâm đầu vào đó thì nó cũng sẽ không có kết quả mới. Thành ra cái ẩn dụ này nó rất là hay ha, các bạn hãy suy nghĩ xem cái kết quả tiền bạc của các bạn hiện nay nó vẫn chưa thay đổi, nó vẫn chưa khá lên là vì sao? Vì sao? Bạn đã tập trung vào đâu? Tập trung vào cái gì? Tập trung vào nỗi sợ à? Tập trung vào cái nỗi sợ mà mình không có tiền à? Tập trung vào những cái kết quả mà mình đang đang phải gặp phải à? Hay bạn tập trung vào cái gì? Bạn đã có cái sơ đồ thành công, sơ đồ để kết nối với linh hồn anh tiền chưa? Bạn đã thay đổi góc nhìn chưa? Bạn đã tin vào những cái trạng thái lòng dung chuyển, cái gọi là cái lòng, cái dòng luân chuyển của tiền, của đồng tiền chưa? Bạn tin vào năng lượng chưa? Bạn đã hiểu về cách vận hành của vũ trụ chưa? Bạn bạn hãy xem thử coi ha. Thành ra giống như trong sách Kim Kiếp Hồng Sinh nói một câu cuối, cuối sách cũng rất là hay đó, có nghĩa là luật nhân quả nó giống như là một cái bản đồ chỉ đường các bạn vậy thôi. Thành ra là cũng giống như cái sơ đồ thành công, nó giống như cái bản đồ chỉ đường, và nó là cái bản đồ để kết nối với linh hồn của em tiền, nó là nơi thu hút mọi thứ. Cho nên đây là Chelsea nói lại cho các bạn thêm một phần nữa, trong lúc đợi những cái bạn mà đã bị, nãy 200 người đang online tự nhiên cái bị đứt livestream, bây giờ phải 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 tu lại từ đầu. Nhưng cái đó cũng có bài giảng, nó cũng không nên quá dài, nó cũng vũ trụ cũng muốn mình làm điều đó chứ, điều gì xảy ra là để việc tốt đẹp hơn xảy ra, cho nên cái điều đó nó làm cho mình phải xảy ra để cho cái clip này nó hai clip, nó đỡ 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 quá dài, nó quá dài nó cắt ra được rồi. Và một cái câu hỏi nãy, quay lại câu hỏi chính, câu hỏi quan trọng trong cái phần này, phần một mình giải quyết cái vấn đề là vì sao tôi rất thích tiền, tôi không có tiền rồi, đúng không? Giờ cái phần này là câu hỏi lớn, đó là câu hỏi lớn là tôi đã sống rất là đạo đức, tôi sống rất là nhân quả, nhưng tại sao tôi vẫn không thu hút tiền? Và cái sự khác nhau của tôi và cái người kia, người đó sống mình cảm thấy họ không có đàng hoàng đó, nhưng họ vẫn rất là giàu. Vậy thì cái câu chuyện là nó nằm ở đâu? Đây là Jesse sẽ chia sẻ cái trải nghiệm của Jesse thôi ha, những cái thông điệp mà Jesse lòng vào, và chị suy nghĩ rằng là các bạn sẽ có câu trả lời. Tại vì Jesse rất là hay, Jesse thường thường được 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 hiểu thông qua cái câu hỏi ngược lại á các bạn. Ví dụ như Jesse đi đi thiền 10 ngày Vipassana, cái câu hỏi lớn nhất mà Jesse muốn đặt về, Jesse gọi cho hai cái bậc thầy của Jesse, thì một bậc thầy ở bên Ấn Độ, thì thầy này trả lời là, Jesse hỏi là tại sao cái thiền Vipassana là xuất phát từ từ Đức Phật, nhưng mà tại sao lại các chùa hầu như không có thiền, Vipassana? Thì sư phụ bên cái bậc thầy đó thì trả lời là, con hãy tu tiếp đi rồi con biết. Jesse cũng không có cam lòng nữa, ủa sao sư phụ tu nhiều rồi sư phụ không nói luôn đi, bắt con tu tiếp. Thế là Jesse phải đi đặt một câu hỏi đó tiếp với một vị thầy dạy thiền của Jesse ở thành phố Hồ Chí Minh, thì thầy mới nói rằng là thầy giải mã hết bằng cách không trả lời cái gì hết, mà thầy đặt câu hỏi cho Jesse thôi. Thì thầy mới hỏi là, con ơi có ai mà chưa giác ngộ về thiền mà dạy thiền được không con? Jesse, thầy chỉ hỏi một câu hỏi vậy thôi, và Jesse đã hiểu, đặt Jesse giải quyết được hết tất cả các câu hỏi, trả lời của câu hỏi của Jesse luôn. Thì Jesse cũng muốn ứng dụng cái này cho tất cả các bạn. Khi mà các bạn đi tìm kiếm câu trả lời thì các bạn hãy đặt lại câu hỏi cho chính mình á, thì các bạn sẽ có câu trả lời.
Thì khi ví dụ như khi các bạn kiếm tiền bằng mọi cách mà các bạn không kiếm được tiền, kết quả nó vẫn không thay đổi, thì các bạn hãy đặt lại câu hỏi: điều gì khiến cho tôi chưa thu hút được tiền, được không ạ? Điều gì khiến cho tôi không thu hút được tiền? Điều gì khiến tôi không kết nối được với linh hồn em tiền? Được chưa? Còn mình đặt cái câu hỏi ngược lại theo kiểu là tại sao người ta lại giàu như vậy? Hối lộ, không có sống đàng hoàng như vậy mà lại giàu như vậy, là đây là câu hỏi nó phóng ra bên ngoài và nó đúng chạm với cái tư duy đó. Là tư duy gì mà các bạn đã được học? Tư duy gì? Mọi người nhớ không? Tư duy khan hiếm. Tư duy khan hiếm. Được không? Các bạn đặt lại cho mình á thì các bạn sẽ có câu trả lời. Còn các bạn đặt cái câu hỏi mà kiểu phóng ra bên ngoài mà trách móc á thì các bạn sẽ là tư duy khan hiếm, thì cái kết quả bù lại cho các bạn đó là cái sự thiếu thốn. Thế nên thành ra hãy 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 thay đổi góc nhìn, thay đổi câu hỏi, thay đổi cuộc đời, được không mọi người? Khi bạn đặt cái câu hỏi điều gì khiến bạn không thu hút được tiền thì bạn giải quyết được rất là nhiều cái vấn đề ở bên trong bạn, rất nhiều vấn đề ở bên trong bạn. Và bây giờ mình sẽ đặt cái thứ hai, và cái mà Tracy muốn muốn giải mã ngày hôm nay á, là tại sao mà cái người đó họ không đàng hoàng mà họ lại có kiếm được nhiều tiền, mà mình đàng hoàng mình kiếm không được nhiều tiền. Thì Tracy có một cái sự cảm ngộ ở đây, và Tracy chia sẻ thử các bạn có đồng quan điểm với Tracy không nhá. Đó là vì tiền nó rất là nhạy cảm, nó rất là năng lượng, nó rất là huyền bí, thành ra không thể nào có câu trả lời chính xác và rõ ràng cho bất kỳ điều gì hết. Tất cả là trải nghiệm, cho nên các bạn sẽ suy nghĩ rằng là không phải Tracy đúng hay Tracy sai, và các bạn cũng đừng bao giờ nghĩ suy nghĩ các bạn đúng hay là sai. Tất cả chúng ta là đang kết nối và giải mã nhiều hơn thôi. Cho nên Tracy có một ý này nè, Tracy thấy được á, Tracy nhận biết được, Tracy ngộ được cái điểm mà để thu hút, để mà làm cho những người, điểm chung của người giàu có, điểm chung người có, chưa 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 cứ kể đến cái việc đàng hoàng hay không đàng hoàng ở đây nhé. Đó, họ có một gọi là, đó chính là họ có chung một cái niềm tin. Điểm chung của họ là có niềm tin. Niềm tin đó là tin vào chính họ. Cái niềm tin vào chính họ, và họ có một cái nhiệt. Cái nhiệt đó các bạn, cái nhiệt á, có thể là bạn nói là nhiệt huyết hay nhiệt gì đó, nhiệt đam mê lửa gì đó, nó tùy các bạn, nhưng đó họ có một cái nhiệt ở bên trong. Có một cái chất nhiệt ở bên trong, có một cái kiểu bùng nổ, một kiểu như muốn làm gì làm cho theo kiểu là họ họ muốn có mục tiêu, họ sẽ tập trung vào mục tiêu đó, và họ họ có một cái nhiệt để theo đuổi mục tiêu đó. Cái điều này nó làm cho họ, cái con đường của họ đi á, họ sẽ tạo ra được kết quả. Và tất nhiên tiền nó có một cái năng lượng, dòng dòng chảy của tiền á. Hôm nay CC sẽ nói cái thông điệp này mới hơn so với 4 phần trước, đó là cái năng lượng của tiền đó mọi người, nó sẽ chạy đến cái nơi mà náo nhiệt, nó có một cái đặc trưng như thế. Cái nơi mà náo nhiệt, cái nơi mà có cái nhiệt đó nó sẽ chạy đến. Ví dụ thành phố với nông thôn, chỗ nào náo nhiệt hơn? Thành phố với nông thôn, chỗ nào náo nhiệt hơn? Tất nhiên là thành phố rồi, đúng không? Thành phố nó nhiệt hơn, nó nhiệt hơn, cho nên ở thành phố kiếm tiền dễ hơn và mọi người giàu có nhiều hơn, và mọi người đổ xô ở thành phố nhiều hơn. Tiền sẽ đến ở tới cái nơi mà náo nhiệt, đó là cái dòng chảy của tiền, cái cách nó đi như thế. Cái dòng năng lượng nó chỗ nó cao mà, ví dụ như thành phố Hồ Chí Minh là một chỗ dòng năng lượng rất là cao, nên chỗ này mọi người sẽ kiếm tiền rất là dễ, đúng không mọi người? Chỗ nào có nhiệt. Và nó có một cái ý nữa là nó sẽ chạy đến cái nơi mà rất là náo nhiệt như thế, nhưng mà nó có một cái hay vậy nè, có nghĩa là có nghĩa là nó chạy đến cái nơi náo nhiệt nhưng nó cũng sẽ ra đi nhanh chóng khi mà nó thấy hình như chỗ này không được nữa rồi. Nó ngồi nó suy nghĩ chỗ này không được nữa rồi, cho nên những cái người mà nhiều khi họ rất là giàu có mọi người, nhưng một ngày đẹp trời tự nhiên họ không trở nên giàu có nữa là chuyện bình thường. Cái là nó đến nó rất là nhiệt, nó tập trung nhưng mà nó ra đi cũng rất là nhanh chóng, nên nó tạo ra một cái những cái quốc gia mà gọi là quốc gia mà giàu á nha, thì không phải chỗ là chỗ tiền đến nhiều đâu, mà cái quốc gia đang phát triển đó thì mới là cái chỗ mà tiền nó náo nhiệt nhất, nó đến nhiều nhất, nhưng nó cũng ra đi rất là nhanh chóng, nên nó tạo ra những cái cơn khủng hoảng về mặt kinh tế đó mọi người. Mọi người có thấy vậy không? Có nghĩa là giống giống như là cái người mà tại sao bạn sẽ suy nghĩ có những người họ rất là giàu nhưng một ngày nào đó họ phá sản, mà mình chỉ cần có 100 triệu trong túi là mình thấy mình giàu rồi.
mà sao họ 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 tới hàng trăm tỷ mà họ vẫn chưa thấy đủ, mà họ cứ phải kiếm thêm để có thể những lúc phá sản như vậy ta, đúng không? Nó đến sẽ rất là nhanh, nhưng mà nó ra đi cũng rất là nhanh chóng. Thành ra quan trọng là bạn phải ở trong một cái trạng thái năng lượng nào để bạn duy trì được cái dòng chảy của đồng tiền, nhưng mà bạn hãy chấp nhận cái dòng chảy đó ở một cách vừa đủ. Theo kiểu là bạn đừng có quá tham là nó đến phải thực sự nhiều với mình, rồi lúc nó ra đi thì ra đi một cách mà bạn cảm thấy hối tiếc á, thì cái điều này là làm cho bạn trở nên rất là buồn phiền và cảm thấy nhiều khi là bị stress, bị cho nên cái việc mà người ta sống không đàng hoàng, người ta vẫn kiếm tiền là chuyện bình thường, nhưng cái luật nhân quả nó chi phối thì nó theo theo một cách khác. Ví dụ có thể là tiền bạc họ nhiều nhưng cái hạnh phúc nào đó ở đâu đó họ họ lại không trọn vẹn, đúng không? Vậy thì bạn lại đặt câu hỏi, bạn xứng đáng mà, bạn hiểu luật nhân quả mà, bạn sống bình an mà, tại sao bạn không cho cái dòng chảy tiền đến với bạn đi để bạn có cái khả năng phụng sự cống hiến cho đời nhiều hơn, mà bạn ngồi đó bạn cứ đặt cái câu hỏi khan hiếm với họ để làm gì? Bạn tập trung vào mình, khai thác tối đa cái sự đàng hoàng đó của bạn, khai thác tối đa cái sự đàng hoàng đó của bạn, chứ đừng có tập trung vào cái sự mất đàng hoàng của người khác, hiểu không? Đừng bao giờ có tư duy khan hiếm, tư duy khan hiếm nó sâu lắm. Nên khi mà cái CC giảng, CC bóc tách cùng mọi người, tự nhiên CC có một cái tâm niệm, cái CC muốn chia sẻ luôn ha, mọi người thử coi, mọi người có ủng hộ không? Với lại CC muốn viết lại hết những cái mà CC đã cùng với mọi người, cũng như những cái mà CC vẫn chưa có đủ thời gian để chia sẻ hết với mọi người. CC muốn viết lại thành một cái cuốn hướng dẫn, một cách gọi là bài bản hơn, giống như là một cuốn sách chữa lành với tiền á. Có thể là CC sẽ đi bảo vệ cái bản phác thảo. Và gửi đến để mà Jesse tin rằng là Jesse làm tất cả mọi thứ vì cái tâm giúp đỡ, thì Jesse dự án này Jesse sẽ làm được. Tại vì có rất là nhiều cái ý mà Jesse muốn chia sẻ, bóc tách rồi là thông điệp dẫn lối, nó giống như cái cuốn mà gọi là chữa lành theo kiểu một cách gọi là một một người bạn cùng với bạn để chữa lành đó, gối đầu giường, nghe thấy tại tiên cảm thấy giống như nó đã sản xuất rồi vậy đó trời. Thì cho nên có lẽ là JC sẽ không mở những lớp học thường xuyên nhiều, mà JC sẽ tập trung vào cái điều đó nhiều hơn. Khi nào JC thật sự sắp xếp thời gian thì JC sẽ làm những cái clip hướng dẫn trên YouTube ha, mọi người hãy follow ở trên đó nhiều hơn. Rồi, mọi người giải mã được cái câu hỏi đó chưa? Không tập trung vào cái sự không đàng hoàng của người khác, mà hãy tập trung vào cái sự đàng hoàng của mình, và từ đó khai thác cái sự đàng hoàng đó của mình. Ok, thì JC tin rằng là các bạn sẽ không có lý do gì mà các bạn không có tiền cả, được chưa? Chứ đừng ngồi thắc mắc sao mà thằng nó không đàng hoàng nó giàu, trời ơi, nó có nhiệt, bạn có nhiệt không? Hay là bạn ngồi cái nhiệt của bạn nó không nhiệt ở trong bạn, mà bạn nhiệt theo kiểu phán xét, kiểu xăm soi, kiểu tại sao cái nhiệt đó nó không làm cho bạn là cái tâm điểm để thu hút về dòng tiền được. Oh yeah. Rồi mình sẽ qua một cái khái niệm nữa để mình đến với tarot, vì thời gian của mình nó quá là dài rồi. Thích tiền, thiện cảm với tiền, mê tiền, điên cuồng với tiền. Ôi my god, rất là nhiều tiếng Việt của mình sao mà nó hay quá. Rất là nhiều cái ý mà liên quan tới cái việc là thích tiền, yêu tiền, đam mê, thậm chí là cuồng điên với tiền. Có những người họ cuồng điên với tiền, họ mê tiền lắm, nhưng mà họ có cái nhiệt ở trong này họ vẫn có tiền. Nhưng cái quan trọng là cái kết quả cuối cùng bạn mong muốn là cái gì? Là sự an yên, là sự hạnh phúc, đúng không ạ? Là sự đủ đầy. Thì bạn đừng có để những cái sự trả giá nào cho nó thôi. Còn bây giờ các bạn đã là một những sinh vật tinh thần đến cuộc sống này để trải nghiệm con người rồi, bạn thấu hiểu được cái triết lý này rồi, nên bạn hãy cứ trải nghiệm nó đi, và bạn hãy cho phép mình không có những cái vòng lặp nữa. Vòng lặp nó nói ở cái ngôn ngữ của chúng ta là vòng lặp hoặc là luân hồi gì đó, nó tùy các bạn. Thì các bạn sẽ thấy rằng là cái cuộc sống này nó vô cùng là trải nghiệm, nó màu nhiệm lắm. Thứ hai, một ý mà JC muốn chia sẻ với mọi người đó là các bạn sẽ thấy một ẩn dụ nữa. Các bạn có bao giờ khi bạn kết hôn rồi, ở đây chắc cũng nhiều người kết hôn hết rồi ha, có mama nè, có ai mà chưa kết hôn thì là đối tượng của JC trong lớp tiền hôn nhân nhé. Ví dụ chúng ta đã kết hôn rồi, chúng ta có bao giờ chúng ta đặt cái câu hỏi là chúng ta đã yêu, chúng ta đã cho người khác, người đó biết là bạn yêu người đó như thế nào chưa? Và bạn bạn biết bạn cho họ, người đó biết là vì sao bạn yêu họ chưa?
Giống như tiền cũng vậy. Bạn đã kết hôn với em ấy, bạn đã làm bạn với em ấy rồi, bạn làm bạn mà kết hôn với em ấy rồi. Nhưng có thể là trong nhà của bạn rất là nhiều tiền đấy, bạn kết hôn, bạn bạn đã giống như bạn bạn đã sở hữu được cái tiền đó về nhà rồi. Nhưng bạn không có cái nguồn năng lượng là yêu em ấy vô điều kiện và theo kiểu là chăm sóc như một người bạn đời, luôn luôn có những cái sự mới mẻ như yêu lại từ đầu với tiền á, thì tất nhiên em ấy cũng cảm thấy ngột ngạt, giống như ta sống trong một trong ngôi nhà với một người mà chúng ta không có cái năng lượng đó thì người ta cũng sẽ rất là ngột ngạt và muốn rời xa các bạn đi, đúng không? Thì cũng giống như em tiền thôi. Thế cho nên thành ra các bạn hãy xem em tiền như một người bạn, người bạn tâm giao, người bạn theo cái kiểu là mình không cần phải có một sự ràng buộc nào hết, chúng ta chơi với nhau một cách rất là win-win, chúng ta tư nhau để giúp đỡ nhau, thương mến nhau, yêu thật sự. Tình bạn là có tình trong sáng và tinh khiết nhất, không cần phải đòi hỏi nhau bất kỳ cái gì, chỉ là thích nhau, yêu nhau và đến với nhau thôi. Một tình yêu rất là chân thành, đúng không? Rất là chân thành, rất là nhiều thiện cảm. Cho nên thành ra là hãy làm bạn với tiền, với một tình yêu vô điều. Khi làm bạn với tiền, tự động tình yêu vô điều kiện nó sinh khởi thôi. Thứ hai là chúng ta đừng có bị tiền nó xoay, mình đừng có bị gọi là sao ta, bị xoay cuồng với cái đồng tiền. Bạn xoay cuồng với đồng tiền là vì sao? Có nghĩa rằng là tại vì bạn luôn luôn muốn đáp ứng những cái cảm xúc của các bạn về về đồng tiền. Ví dụ như bạn muốn cái này nhưng bạn chưa có đủ tiền để mua cái này, bạn muốn cái kia nhưng bạn chưa có đủ tiền để mua cái kia, nên bạn luôn luôn thấy bạn thiếu tiền, là cuối cùng bạn bị tiền điều khiển và bạn thấy gọi là xoay cuồng trong dòng chảy của đồng tiền. Vậy thì bạn hãy quan sát xem cái muốn nó đang làm cho bạn bị xoay cuồng với đồng tiền, và từ đó bạn bạn làm cho cái giá trị của bạn cộng với đồng tiền nó làm trong một cái kiểu giống như rất là gò bó, rất là mệt mỏi và cảm thấy không ai thỏa mãn được nhau. Nhưng bạn phải hiểu bản chất một điều, tiền nó chỉ là một cái, tiền có sứ mệnh riêng, tiền có sứ mệnh mang vui vẻ đến cho bạn. Đúng rồi, tiền có sứ mệnh mang vui vẻ đến cho bạn. Tại vì khi mà ai mà có tiền trong tay có bao giờ không vui đâu, đúng không? Họ sẽ thỏa mãn được những cái thỏa mãn cảm xúc của họ, cho nên sứ mệnh của tiền là mang vui vẻ đến cho bạn. Thành ra khi bạn không có tiền, bạn không vui vẻ, bạn không vui vẻ thì làm sao mà tiền tiền cảm thấy là hạnh phúc khi mà cái dòng chảy đến với bạn được. Tại vì sứ mệnh của em ấy vui vẻ, giống như em bạn muốn giúp đỡ một ai đó, đúng không? Nhưng người đó không thích bạn giúp đỡ, người đó cảm thấy không có hứng thú với cái việc giúp đỡ đó của bạn, thậm chí là khi nào có mặt bạn là họ cảm thấy không vui vẻ, thì làm sao mà họ giúp đỡ bạn được. Cho nên thành ra sứ mệnh đồng tiền là bạn phải nhớ nha, là mang vui vẻ cho người khác đó. Thành ra khi mà tiền không ở bên cạnh chúng ta là bạn biết là tiền đang làm một cái sứ mệnh cho một ai đó để vui vẻ, tiền đang đi du lịch để làm cái sứ mệnh của mình, nên cứ hoan hỷ, mình đang có sự trải nghiệm của cuộc sống của con người thôi. Thành ra là có thể là lúc này trải nghiệm này, lúc kia trải nghiệm kia, nên thành ra là hoan hỷ với cái điều này ha. Làm sao đạt được cái trạng thái an yên nhất trong cái cơ thể của mình, đây là cái điều mà chia suy nghĩ, là cái chữa lành mối quan hệ mối tiền mà chia suy muốn gửi gắm đến mọi người. Cho nên đừng có đặt cái câu hỏi tại sao, đừng bao giờ luôn đặt cái câu hỏi tại sao để mà có tư duy khan hiếm. Bất kỳ khi nào có tư duy khan hiếm xảy ra là lúc này bạn đang bị nằm ở trong cái gọi là vòng xoay của đồng tiền, có nghĩa rằng bạn làm cho cái bị cái đồng tiền nó xoay cuồng, bạn bị xoay cuồng bởi tiền bạc, được chưa? Đó thì đó là những cái chia sẻ mà chia sẻ muốn gửi gắm đến tất cả các bạn. Bây giờ đặt câu hỏi lớn, các bạn đủ can đảm chưa? Đủ can đảm chưa? Đủ can đảm để không bị xoay cuồng bởi đồng tiền chưa? Thoát ra khỏi cái vòng xoay của đồng tiền chưa? Tiền không thể mua được hạnh phúc, nhưng hạnh phúc thì sẽ có rất là nhiều tiền. Hãy tin đi rồi sẽ thấy. Đừng đợi thấy mới tin, tại vì không bao giờ thấy đâu. Không bao giờ thấy, tại vì bạn có tin đâu mà bạn thấy. Hãy nhớ ha. Hít một hơi thật sâu, thở ra nhẹ nhàng. Cảm thấy cuộc sống này, những sự trải nghiệm này rất là màu nhiệm và linh thiêng, biết ơn cái cuộc sống có trải nghiệm con người này. Dù Casey biết rằng đâu đó một số bạn đang cảm thấy
tại đặt hay đặt cái câu hỏi tại sao mình có xứng đáng phải có một cuộc sống mà nó vượt ngưỡng như thế này không. Nhưng cái câu trả lời cho của Chelsea dành cho các bạn là bạn xứng đáng. Bạn xứng đáng được trải nghiệm những cái hỷ nộ ái ố của một đời sống con người. Bạn là một sinh vật tâm linh tuyệt vời. Hãy thêm cố gắng một chút nữa thôi. Cái cuộc sống này nó vi diệu lắm, mấy khi mà được có trải nghiệm con người nên hãy trải nghiệm nó đi, chứ đừng có mong muốn là cái thiên đàng nó ở phía sau hay là ở đâu đó mới là thiên đàng. Trời ơi, thiên đàng chính là cái lúc bạn đang có trải nghiệm con người đây nè. Chứ thiên đàng ở đâu? Nếu kiếp sống này không phải thiên đàng thì không còn kiếp sống nào là thiên đàng cả. Hãy nhớ vào điều này ha. À, đây thật sự là như vậy. À, đừng có để cái vòng lặp. Có nghĩa rằng là thế này. À, có một cái thông điệp này cho xin muốn nhắn nhủ với mọi người nữa đó, đó là mình hãy thoát khỏi khỏi hãy cởi trói cho mình bởi quá khứ ha. Empower, mình hãy cởi trói cho mình khỏi quá khứ. Mà cởi trói cho quá khứ không có nghĩa là bác bỏ quá khứ, mà là gọi là xin lỗi để thay đổi quá khứ. Nhưng mà mình hiểu một điều là mình không có sự trải nghiệm lặp lại cái câu chuyện đó thôi. Mình ra quyết định là mình không có trải nghiệm lặp lại cái câu chuyện đó nữa thôi, hiểu không? Nhưng mà mình rút ra cái bài học từ cái câu chuyện đó, được không? À, và bạn tiếp tục có những cái sự trải nghiệm mới trong cái cuộc sống con người này của bạn. Anh chị hãy trở hãy hãy cởi trói nó đi, cởi trói những cái niềm tin giới hạn, cởi trói những cái nỗi nỗi lo sợ, cởi trói những cái điều mà bạn đã gặp phải, những cái suy nghĩ, thậm chí là past life, có nghĩa là mỗi người sẽ có một cái suy nghĩ riêng, có nghĩa là đâu đó cái vô lượng kiếp của các bạn nói chung là trải nghiệm của sự trải nghiệm của những sự trải nghiệm trước đây của các bạn nó rất là nhiều. Thành ra là ở cái cuộc sống hiện tại của các bạn cứ tiếp tục có cái trải nghiệm con người tuyệt vời của mình, thì vì tất cả các bạn đang là những sinh vật tinh thần tuyệt vời. Jesse tin rằng hôm nay Jesse truyền cái thông điệp này nó khá là mới mẻ cho những bài giảng trước đây, trước giờ Jesse chưa có chia sẻ. Nhưng vì Jesse nắm được cái nguồn năng lượng kết nối của các bạn rất là mạnh, nên Jesse tin rằng các bạn rất là hiểu. À. Và bây giờ đã tới cái phần chúng ta phải kết thúc chứ không dài livestream quá, còn chúng ta còn gặp nhau ở những cái tháng sau. À, thì hôm nay Jesse sẽ cho các bạn bóc để các bạn sẽ Jesse sẽ nhắn thông điệp thôi, nó rất là ngắn. Cái tarot hôm nay Jesse sẽ ngắn. Jesse sẽ sắp xếp thời gian để làm một cái trải bài tarot. Vì còn có khoảng tầm 100 cái người like ở trên cái Tracy Tarot nữa là Tracy đủ để Tracy livestream ở trên đó. Tracy muốn làm cái phần gọi là tìm ra cái lẽ sống đam mê của các bạn, nó là tái khẳng định lại cái đó một lần nữa chứ không phải tìm, các bạn phải tự tìm, nhưng tái khẳng định cái đó lại một lần nữa cho các bạn thông qua cái sự kết nối năng lượng của Tracy với mọi người á, để Tracy nhận cái thông điệp và gửi cho mọi người ở cái kiểu thể sống và đam mê. Thì đó là một cái phần trải bài rất là lớn mà Chelsea đầu tư để Chelsea làm đó cho mọi người. Rồi còn bây giờ thì Chelsea sẽ coi về cái việc là cái niềm tin gọi là cái giới hạn nào ở bạn á mà cần phải được bóc tách nó ra. Cái giới hạn nào, cái hoàn cảnh nào mà bây giờ bạn cần phải tập trung để mà xóa bỏ cái niềm tin hạn chế của mình á. Được chưa? Các bạn nhớ kết nối lại nha. Bây giờ hãy kết nối với chính mình, hãy hít một hơi thật sâu, thở ra nhẹ nhàng, kết nối với câu hỏi. Đó là cái trải nghiệm, có nghĩa là cái trọng tâm nào hiện nay, cái trải nghiệm nào hiện nay cũng cái có nghĩa là bây giờ tôi cần phải tập trung vào điều gì để loại bỏ cái niềm tin giới hạn mà tôi đang có để đón chào cái đồng tiền hạnh phúc. Tôi cần phải tập trung vào điều gì để loại bỏ cái niềm tin giới hạn mà tôi đang có, để giống như để hanh thông cái nguồn năng lượng để mình có được cái sự chào đón cái đồng tiền hạnh phúc gì đó. Kết nối với câu hỏi cho mọi người. Niềm tin nào mình cần xóa bỏ ngay bây giờ, niềm tin giới hạn nào mình cần xóa bỏ ngay bây giờ để đón chào đồng tiền hạnh phúc. Ha, kết nối với câu hỏi. Chelsea kết nối với câu hỏi. Tại đây là ba viên đá. Các bạn nhìn thấy rõ không?
Viên đá đầu tiên màu đỏ, viên đá đây là tụ một màu đỏ, tụ hai là màu xanh, tụ ba là màu đen. Đen có vài cái nốt trắng nhưng mà nó đen ha. Ba viên đá các bạn nhìn thấy không? Viên đá màu đỏ là tụ một, tụ hai là màu xanh, tụ ba là màu đen. À, cái live stream này hình như nó có một cái độ trễ nên lúc mà Chelsea dơ lên thấy các bạn chat nó chưa có à, rồi có là quan trọng thấy rồi đó. Tụ một tụ hai tụ ba được chưa? Rồi các bạn hãy tin vào cái trực giác của mình, chọn một tụ thôi, đừng có phân vân gì hết, tin vào một trực giác mình thích cái gì đầu tiên là mình chọn, nó là coi như nó là cái kết nối. Và khi bạn chọn hãy comment ngay, những cái bạn xem lại cái livestream này cũng comment liền luôn để kết nối năng lượng liền ha, để nó mình bạn nhận thông điệp cho anh riêng của mình. Niềm tin nào cần xóa bỏ để đón nhận đồng tiền hạnh phúc? Bây giờ bắt đầu Chelsea sẽ đến với tụ 1. Tụ 1. Tất cả các bạn chọn tụ hãy nhắn vô. Tụ 1 màu đỏ, tụ 2 màu xanh, tụ 3 màu đen. Rồi, Chelsea kết nối năng lượng với những bạn tụ 1. Niềm tin nào, gốc rễ nào ở bên trong, đâu đó nó có thể rất là xa, có thể là hiện hữu, các bạn vẫn chưa nhìn thấy được cái niềm tin giới hạn này, nhưng mà nó rất là xa, nó là những sự trải nghiệm của những sự trải nghiệm trước đó. Thì bây giờ tôi cần phải làm gì để xóa bỏ cái niềm tin đó? Nói với những bạn tụ một. À, trời ơi, rất là hay là những bạn chọn tụ một là màu đỏ đúng không? Chelsea bóc được kỵ sĩ lửa luôn nè. Kỵ sĩ gậy á, là năng lượng của lửa. Lửa, nguồn năng lượng lửa là các bạn biết rồi. Trong bạn, có nghĩa là cái trọng tâm của các bạn, cái niềm tin của bạn, cái gốc rễ của con người của bạn, cái năng lượng của bạn là nó lửa. Bạn tụ một. Bạn rất là say mê, rất là đam mê, thậm chí rất nhanh, nhanh nhưng mà cũng nhanh nhanh, kiểu như rất nhanh thích và cũng nhanh chán, nhanh thích và cũng nhanh chán. Và bạn tin vào những cái điều là cái gì mà bạn làm, bạn như bạn hồ hởi, bạn kết nối ở ban đầu, nhưng đâu đó do cái sự gọi là nếu kết quả nó chưa nhìn thấy được liền á thì bạn hay bị nản, bị nản. Vậy thì cái niềm Casey mới nhận ra được rằng là bản thân bạn là những cái người chọn tụ một á, bạn chính, bạn cũng không phải là kiểu là non, cũng không phải là theo kiểu thanh thiếu niên thời trẻ non dại sinh viên, mà bạn là thuộc kiểu đã ra trường rồi đó. Cái kiểu cái trình độ của bạn là theo cái kiểu là có một cái sự trải nghiệm nhất định, nhưng mà chưa phải là đủ chín mùi như ông vua, mà kiểu kiểu đang là kỵ sĩ, mà người mà còn đang đang rất là háo háo chiến để mà ra chiến trường đánh đánh, đánh giặc đó. Và thật ra người bạn bạn có cái nguồn đam mê năng lượng ý tưởng rất là nhiều luôn, nhưng mà tại vì có đâu đó cái sự tập trung của bạn vào những cái điều mà bạn đang muốn làm đó, nó quá là nhanh và bạn nhanh chóng muốn có kết quả liền, tại vì bạn giỏi mà, bạn đâu có dở đâu, thành ra là bạn làm mà nó chưa ra được kết quả liền đó. Thì đôi lúc bạn cảm thấy nản và bạn bỏ cuộc. Cũng giống như trong quá trình kiếm tiền cũng vậy, tiền nó đến bạn cũng nhanh lắm, nó không có chậm đâu nha. Cái mấy bạn kiếm tiền của tụi một có tiền đến đó, nhưng mà tiền nó ra đi cũng rất là nhanh chóng. Thành ra đôi lúc bạn có những lúc mà bạn bạn giống như bạn rất là thịnh vượng, rất là ok, nhưng có lúc bạn nhiều khi trong túi không có tiền cũng có, hay là lúc không đồng cũng có. Có nghĩa là những cái bạn tụi một là cái dạng năng lượng đó. Cho nên thành ra cái điều mà bạn cái niềm tin mà bạn gọi là cái gốc mà bạn cần phải được cần chữa lành đó, đó là hãy tin vào sự và một cái phép màu, đó là khi mà bạn làm việc để mà quyết tâm theo đuổi một cái gì đó tới cùng, chắc chắn cái kết quả của việc đó nó sẽ đền đáp cho bạn rất là xứng đáng. Đừng có theo cái kiểu là
Tại vì mình hay bị bỏ cuộc giữa chừng như này, những kết quả nó đáp đáp lại cho mình nó không được như ý muốn, nó không có kiểu như thành công vang dội. Cái của bạn mong muốn là nó phải vang dội cơ, nó phải được ghi nhận cơ, nhưng mà những cái điều đó nó không có được giống như cái ý của bạn mong muốn. Nên lúc bạn bị nản chí và bạn tin rằng là bạn hình như là mình chưa đủ nguồn lực, mình chưa đủ nguồn lực, mình cần phải được, mình cần phải tìm một ý tưởng khác, một ý tưởng mới hơn, chứ không phải là do bạn hay đổ lỗi cho ý tưởng, bạn hay đổ lỗi cho ý tưởng mà cái điều đó không phải, nó là do bạn. Thậm chí nha, có những cái điều người ta đã làm rồi nhưng mà người khác làm lại, nhưng họ làm một cách kiên định, một cách tới cùng, thì cái đó nó rất là thành công, chứ không phải là lỗi. Đừng có đổ lỗi cho ý tưởng nha. Các bạn nào ở đây là bạn hay bị đổ lỗi ý tưởng, tại vì cái ý tưởng nó không, bạn làm một cách rất là nhanh chóng và nó không đạt kết quả ngay như mong muốn, và bạn có khả năng chứ không có khả năng, nhưng mà nó không đến nhanh như bạn thấy á, và thế là bạn bỏ cuộc và bạn đổ lỗi ý tưởng này, nó không tốt, nó không ok, và bạn bắt đầu, thì bạn là người rất là dễ nghĩ ý tưởng nên bạn không có trân quý cái ý tưởng của bạn thôi. Hãy cái mà bạn cần phải được loại bỏ ngay từ bây giờ là hãy và cái kỹ năng mới bạn cần phải kiến tạo ra đó là sự tập trung. Sự tập trung và nhất tâm đi tới cùng cho bất kỳ cái điều gì mình theo đuổi. Đó là cái thông điệp mà JC muốn gửi đến cho cái bạn tụ 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 một. JC bóc một lá nữa. Hôm nay JC coi ít bài ba lá thôi ha. Mỗi 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 tarot JC rút rút đúng một lá, JC nói được như vậy đó. Rồi bây giờ JC sẽ rút thêm một bộ nữa. Trời ơi. Đúng y chang, hay thiệt luôn. Luân xa thứ hai. Luân xa thứ hai là nói đến một cái kiểu sáng tạo ý tưởng luôn. Đồng thời là nó có hai khía cạnh những bạn rút tụ một. Nó màu đỏ có nghĩa là bản thân của các bạn nhá, đang có những cái sự thu hút rất là tốt. Có hai khía cạnh năng lượng. Nếu năng lượng bạn đang rất là tốt thì bạn đang rất là quyến rũ, đang rất là thu hút nguồn lực, được chưa? Còn nếu năng lượng bạn đang thấp, đang bị tắc nghẽn ở cái luân xa thứ hai này á, có nghĩa là bạn ý tưởng bạn đang cạn kiệt. Cạn kiệt ở đây không phải là không có, nhưng bạn chưa tìm được cái ý tưởng đắt giá như bạn mong muốn đó. Vì trước giờ bạn rất là nhiều ý tưởng, mà ý tưởng bây giờ bạn thấy nó chưa đủ đã để mà bạn giống như là bạn phải phát minh nó ra bạn mới chịu vậy đó. Thì cái tụ tụ này, nếu năng lượng của bạn đang không biết ghi nhận và đón nhận, biết ơn những gì mình đang có, thì bạn sẽ đang trong trạng thái tắc nghẽn của năng lượng của luân xa thứ hai. Thì luân xa này chắc hiểu ha, không cần dịch cho tiếng Việt đâu hả? Đó là một sự quyến rũ, một cái sự thậm chí thành ra những cái bạn nào mà trong cái chuyện hôn nhân gia đình đó, hoặc là thì cái ý tưởng của bạn nó sẽ rất là cạn kiệt, được chưa? Thậm chí bạn hay bị viêm họng nữa. Những cái bạn nào quan sát cái tụ một bốc mà hay bị viêm họng, được chưa, thì bản thân bạn đang bị tắc nghẽn ở luân xa thứ hai, được chưa, và ý tưởng của bạn nó đang bị xáo trộn có nhưng mà không có ra đâu vào đâu hết, được chưa? Và đồng thời bồ vẫn chưa có. Những cái bạn nào tụ một mà bồ chưa có, hay viêm họng, bồ chưa có, sức khỏe chưa tốt, một trong những yếu tố này thì bạn phải xem lại là bên luân xa này bạn đang tắc nghẽn. Cho nên thành ra cái ý tưởng của bạn nó bạn có ý tưởng nhưng ý tưởng nó không có đủ chín, và đồng thời là bạn không kêu gọi được nguồn lực để thực hiện ý tưởng này, được chưa? Ra quan sát xem chưa có bồ, hoặc là có bồ rồi mà đang bế bai, hoặc là có chồng mà chưa có, không không đang không có mật thiết với chồng chẳng hạn, vì đây là luân xa luân xa nữa, không nói rõ đâu, nói gì hiểu rồi, được chưa? Rồi bây giờ bóc cái là con số thần số học cho tụ một xong qua tụ hai. Hãy có niềm tin vào ý tưởng của mình, đừng đổ lỗi cho ý tưởng, cái tụ một nhớ chưa, và phải tập trung vào một cái thứ thôi, đừng có hoang mang lan man, chữa lành cái năng lượng nữ tính của mình thêm, được chưa? Đừng có sồ sồ quá, đừng có sồ sồ ào ào quá, nóng tính quá á, rồi cái kiểu giống như lửa vậy đó, đừng có sồ sồ, nhẹ nhàng dịu dàng như nước đi. Có ý tưởng muốn làm gì làm bằng được ha. Bóc một lá cho tụ một về thần số. Số mấy đây? Con số gì đây? Con số gì đây? Thật là vi diệu quá. Biết con số mấy đây con? Coi màn hình này nó hơi ngược một chút.
Bạn biết số máy không? Trời ơi, tôi xỉu quá đi, trời ơi là trời, tôi không thể chấp nhận được. Sao mà nó kỳ diệu quá đây. Con số 6. 66. Trời ơi, đang nói về ý tưởng, coi con số 66. Chịu nổi không? Ôi trời, nó quay mặt của tôi luôn rồi. Xỉu không? Xỉu quá xỉu. Số 6, số 9 cái gì? Do đang nhìn ngược đó. 66, healing. Nó có chữ tiếng Anh là healing. 66 mà, không phải 99. Mấy bạn nhìn ngược, số 66 như si nói ha. Đang 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 quay chim nó hay bị ngược. Năng lượng chữa lành, sáng tạo. Số 6 luôn, nãy đang nói sáng tạo ra bóc số 6 luôn, cho nên cái con số, cái tụ một, cái thông điệp, cái thông điệp đó là hãy tin vào tình yêu, được chưa? Cái bạn đang cần chữa lành là tình yêu, là cái năng lượng nữ tính của các bạn. Hãy tin vào tình yêu, hãy yêu một cách vô điều kiện thì bạn sẽ được chữa lành ngay cái luân xa của các bạn, và đồng thời các bạn sẽ healing được cái điều này thì bạn cực kỳ sáng tạo, bạn rất là sáng tạo và bạn sáng tạo lắm. Nói chung cái tụ này là giỏi, nói chung là ai mà sai việc hay làm cái gì đó là sùng 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 làm ghê lắm, nhưng mà nhiều khi cái gọi là cái deadline để mà trả bài thì không biết khi nào có thôi. À, vì cái năng lượng lúc đầu bạn rất là mạnh, nhưng mà lúc sau đó bạn rất là nhanh nhanh vụt tắt. À, bạn có năng lượng chữa lành ở trong con người, khả năng chữa lành của bạn khá tốt. Bạn có, vì bạn bạn mạnh, bạn tự tin đó, nên cái người tự tin là chữa lành tốt lắm. Tại vì tự tin là hay truyền cảm hứng cho người khác, hay mang đến một cái sự mạnh mẽ cho người khác, nên bạn giúp ai mà đang sụp 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 yếu xìu gặp bạn là thấy bút năng lượng lên được liền. Nhưng bạn hãy học cái nữ tính một chút, dịu dàng một chút, nhẹ nhàng một chút, quân bình của luân xa hai nha, để mà tình yêu sẽ thu hút đó. Trong năm nay nếu bạn bạn hiểu cái thông điệp này của JC á, thì JC nghĩ rằng là bạn hãy mở lòng đón nhận đi, hoàng tử sẽ xuất hiện nếu những tụ này chưa có người yêu. Còn tụ nào đang có chồng rồi không có hoàng tử nào xuất hiện hết, chỉ có làm cái soulmate, một cái người tri kỷ là người chồng của các bạn đó, để bạn gọi là yêu lại từ đầu. Ok, tiền nó sẽ đến khi bạn hạnh phúc, cho nên không cần phải nói tiền ở đây nữa. Rồi quay ra tụ hai, nó nói ít thôi, nó nhiều quá, cho nên năm nay là rất là tiết chế, không có ham ôm đồm nó nhiều. Rồi ồ dê chưa, quá ồ dê. Trời ơi, nó ra mà chịu không nổi luôn. Trời ơi, nó ra kỵ sĩ gậy là sáng tạo, là đam mê, nó ra luôn xa hai rồi nó quất thêm con số 66 thiệt sự. Rồi chuyển sang tụ hai, mấy người tụ tụ một sao, feedback sao cho si coi có giống như mấy ma không vậy. Nhớ nhận thông điệp nha, chứ không phải là coi để biết đúng sai, mà nhận thông điệp để mà sửa sai. JC tự tin vì coi tarot lắm. JC, vì JC thật sự là một cái, khi mà JC coi tarot, JC cho JC về một cái trạng thái không biết gì á, thấy gì nói đó, à, thấy gì nói đó, và JC biết là đây là vũ trụ đang thông qua JC để gửi cho các bạn, JC tin là các bạn sẽ nhận được, chứ không có, rất là tin tưởng vào cái việc nhận thông điệp luôn. JC để một cái bản thể tinh khiết nhất để nhận, để gửi cho các bạn. À, quan trọng các bạn hãy 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 đón nhận để chữa lành. Tụ hai có mặt comment cho JC coi. Chút cái bà Mỹ An mà chọn tụ một thì thôi chứ hèn nào, sồn sồn à, dịu dàng ấy nha. Rồi tụ một qua ra lá gì, bài xì bên này ta rất bóc đúng một lá thôi thì nó đúng một cái nhân dạng của các bạn, nó không cần phải chấm đâu được hết. Chút ông Lộc chấm chính xác 200%. Mà Lộc có người yêu chưa? Trong này nhiều mấy bạn gái dễ thương lắm đây, vậy mà mai cho ông đó thì cũng ý tưởng dạt dào lắm. Làm cái gì á, tụ một là ai mà đăng ký hay là ai ốp bài hay khóa học gì là đăng ký ào 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 ào, nhiều khi còn không biết nhớ mình đã đăng ký cái gì để học nữa cơ. Bây giờ tụ hai ha, Jessie kết nối tất cả các bạn tụ hai và màu xanh, viên đá màu xanh, viên đá này xinh ha, tụ hai này chú cha biết chắc dịu dàng dữ ạ, màu xanh của nước mà. Hồi hộp không tụ hai? Rất hồi hộp. Tụ hai nè là lá Hierophant, lá số 5.
Số 5 trong bộ ẩn chính. Tụ 2. Tụ 2 rất là, nói chung đầu óc tụ 2 cũng trí tuệ lắm. Không có xồm xồm. Là một người mà rất thích học. Thậm chí là người khác cũng rất là tin tưởng cái tiếng nói của các bạn. Bạn rất là truyền thống. Tụ hai truyền thống. Cái kiểu là truyền thống ở đây là gì? Cái nghĩa là tin vào những cái giá trị tốt lành là sẽ mang đến những sự tốt lành, và đồng thời nói về, giống như nói về hôn nhân thì cũng rất là truyền thống, có kiểu như là một cái cuộc sống sao ta giải thích cái chữ truyền thống làm sao cho mọi người hiểu đây, chắc là mọi người hiểu chứ hả, hỏi giải thích rồi. Thứ hai nữa là nó là con số 5 ở trong cái bộ ẩn chính đó. Thành ra là khả năng kết nối của tụ năm cũng khá tốt, và cũng có đâu đó cũng có những cái trực giác. Bạn bạn hay giúp đỡ mọi người lắm. Nói chung là bạn giống như bạn giống bạn bạn tự cho mình là một cái người có thể ban phước cho người khác á. Một cái tụ hai cần phải coi coi thêm một chút coi. Thông điệp gì để nói các bạn. Bạn có những cái giống như nếu như tụ hai đang là người đang có những cái sự tu tập rồi á, có những cái sự tu tập, có những cái thật ra thích học lắm, nên thì sẽ suy nghĩ là bạn đang có một cái tiến trình thức tỉnh rất là tốt. Cho nên bạn sẽ có những cái tiếng nói cho những người xung quanh, nên thành ra là bạn hãy biết cách sống cho nó đúng luật nhân quả một chút, và học cái cách của người coach đó. Đừng có cho lời khuyên mà luôn luôn đưa ra những cái sự lựa chọn an toàn để họ phải tự quyết định thôi. Cái thứ hai là cái tính cộng đồng của tụ hai cũng khá là lớn, có nghĩa là bạn rất là sống kiểu vì cộng đồng đó, vì cộng đồng và mang đến cho những cái người cộng đồng khá tốt. Cho nên cái nói đến cái năng lượng của bạn là nó kiểu quân bình, nó kiểu nó cũng không phải là quá sồn sồn lửa, nó cũng không phải là quá là kiểu như dịu dàng thục nữ của nước, cũng không phải là quá đầm của đất, mà bạn có một cái sự truyền thống và có một sự trung thành trung thủy, có một sự kết nối rất là làm cái gì đó thì bạn thường là bạn, mà chính vì cái này nha, chính cái này nó làm cho bạn có một cái niềm tin giới hạn nè. Đang học về niềm tin giới hạn, JC phân tích mô tả trước. Tại vì nhiều khi bạn theo đuổi một cái chân lý, một cái điều gì đó nó rồi á, và có một cái niềm tin rồi, để ai mà thay đổi được cái niềm tin của bạn á, nó cũng không phải là đơn giản. Cho nên bạn phải biết cách thích nghi ha, học với cách thích nghi. Bạn 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 có trí tuệ, bạn ham học lắm, nhưng mà bạn thích nghi theo cái kiểu là cho phép cái suy nghĩ của mình nó linh hoạt hơn. Nên linh hoạt hơn, đừng quá truyền thống. Bạn có một cái niềm tin tín ngưỡng cũng khá tốt. Nên JC tin rằng là cái việc cái chương trình chữa lành với tiền vừa rồi bạn làm bài chắc cũng ổn lắm đó. Bạn chịu khó làm bài tập lắm. Thì bạn bạn không có cái kiểu là đã bắt đầu mà kết thúc liền. Bạn hơi khác tụ một. Nên thành ra là bạn chỉ cần cái đó tốt nha, cái đó là tốt, không có gì hết, nhưng chỉ có một đôi lúc có một số trường hợp bạn học cách thích nghi hơn thôi, được chưa, thích nghi hơn, linh hoạt hơn, linh hoạt hơn. Cái tụ này cũng không có nhiều điều để nói rõ cái niềm tin giới hạn, chỉ có là hơi cố hữu trong một cái điều gì đó không chịu thay đổi, nên nếu như cái kết quả của bạn hiện nay mà bạn chưa đạt được cái điều mà bạn đang là, thì bạn hãy linh hoạt như con ruồi chút ngay, đừng có như con ruồi là cứ đâm đầu vào cái chỗ kính đó để lao thân vào, và phải tin vào là ánh sáng nó luôn luôn le lói ở đâu đó. Tin vào phép màu, vì bạn có cái niềm tin tín ngưỡng, có những niềm tin ở đây mà tín ngưỡng theo kiểu máy tính, mà là có những cái niềm tin và những cái năng lượng siêu nhiên á, và bạn bạn học bạn bạn mở cánh cửa của bạn hơn một chút nữa để bạn học thêm những cái cảm nghiệm về năng lượng này nữa ha.
chỉ có linh hoạt hơn một chút. Cái thứ hai nữa là trong cái đây đang nói về tiền ha, thì thật ra mấy cái tụ này, tụ hai tiền cũng không có ào ào đâu. Có nghĩa là trước giờ bạn bạn làm, nếu bạn đang làm công việc gì đó, đôi lúc bạn sẽ rất là nhất cũng 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 rất là quyết tâm với công việc đó. Mà nếu mà công việc đó nó chưa mang lại kết quả khá hơn về tiền bạc của các bạn á, thì bạn vẫn chưa có những cái quyết định thay đổi lắm đâu. Tuy nhiên là tiền bạc đối với cái tụ hai này thì maybe, nghĩa là không quá nhiều, cũng không phải là đến mức bàn tụ hai này, không phải có những lúc không đồng kiểu 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 quá là mạo hiểm giống như cái tụ một. Tụ một là nhiều khi chơi không đồng luôn đó, mới đơn giản. Tụ một là không đồng vẫn rất là vẫn bình thường, vì nghĩ là mình có khả năng kiếm tiếp mà. Tụ hai này vì bạn có bản chất tâm linh ở bên trong, bạn có cái niềm tin lớn, tuy nhiên bạn linh hoạt hơn. Cái mà bạn cần phải thay đổi là linh hoạt hơn, thích nghi hơn và tin vào cái khả năng truyền cảm hứng của bạn với người khác hơn. Bạn nhìn cái hình này này là một cái người mà ở dưới có mấy người khác đó, nghĩa là bạn được cái người là cái người mà người khác nhìn thấy bạn là vị thầy đó nhá, kiểu như là cái người có cái khả năng giống như gọi là sự sự chuyển hóa, sự sự truyền. Nếu như bạn có cái kiến thức thì bạn sẽ train cho người khác được á. Tuy nhiên là bạn bạn hãy xứng tầm với cái này nhé, xứng đáng với nó nhé. Chứ nhiều khi vì vì có một cái thông điệp mà tự nhiên Chelsea bóc cái lá này, Chelsea muốn nhắn nhủ với các bạn là cái con đường kiếm tiền của các bạn á, thì đôi lúc đâu đó nó sẽ có những cái gì đó nó hơi thử thách với các bạn một chút. Thế nên bây giờ bạn chỉ cần thay đổi góc nhìn, thay đổi cái mà bạn đang làm thôi. Bạn hãy lấy những cái giá trị, những cái kiến thức mà bạn đang học á, bạn hãy tự tin để mang đi chia sẻ với mọi người đi ha. Để cái tiền nó sẽ đến thông qua những cái giá trị về những cái giá trị truyền thống của các bạn, những cái gì mà các bạn đã tích lũy được. Bạn xứng đáng là một cái người mà có cái tiếng nói mà mọi người có thể là rất là nghe theo đó. Nhưng mà phải xứng đáng với cái đó, và tin vào cái điều đó. Hãy cho cái phép màu nó xảy ra, được chưa? Và cái niềm tin gốc rễ mà bạn cần, cái niềm tin hạn chế của bạn cần phải thay đổi, đó là phải biết linh hoạt. Tôi sẽ nhận được cái thông điệp là phải linh hoạt, truyền thống tốt nhưng mà cần phải linh hoạt, cần phải thích nghi hơn. Rồi, Chelsea sẽ bóc thêm một cái lá nữa, vì cái lá này nói về tài, nên về 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 mặt tài chính, thì bây giờ vẫn đủ ăn đủ mặc, không đến nỗi đâu, nhưng mà theo cái kiểu là muốn kiếm nhiều hơn nhưng vẫn sợ. Muốn kiếm nhiều hơn nhưng vẫn cứ cứ sợ, không biết là cái sự thay đổi này nó có ổn với an toàn với mình hay không. Tụ hai. Bây giờ bóc một lá cho hết cho tụi hai. Mình chưa nhìn nữa cái gì đây. Thấy chưa? Hay chưa mọi người? Niềm tin. Bóc cái lá niềm tin. Không thể tưởng tượng được luôn á, đây nè. Lá số 0. Được không? Là niềm tin là cái gốc rễ, cái gốc rễ nhất của tất cả mọi thứ. Thì tụi một các bạn có những cái điều này. Tuy nhiên giờ bạn nâng tầm, nâng cấp cái niềm tin của bạn lên ha, nâng cấp cái niềm tin của bạn lên mạnh mẽ hơn, đặc biệt là tin vào chính bạn. Bạn đang có cái kiểu giống như là giỏi, nhưng mà giống như cái người theo kiểu càng học càng thấy mình không giỏi á, hiểu không? Giống như càng học càng thấy mình ngu vậy đó. Người không, người ngu thì không biết mình ngu, nhưng mà người mà đã càng học thì thấy mình càng ngu, vì càng học cái kiến thức nó bao la quá nên mình thấy xong thấy mình không có giỏi á. Thành ra là nó kêu bạn phải tin vào bạn nhé. Cái kiểu vậy vui. Người mà không học thì không biết, người ngu thì không biết mình ngu, mà người người mà càng học thì càng thấy mình ngu mới ghê chứ. Dùng cái từ ngu nó cũng hơi vui vui, nhưng mà kệ, đó là một cái ẩn dụ. Học càng nhiều thấy nó kiến thức nó bao la quá mà không dám làm gì luôn, càng cứ càng cố hữu. Hãy thoải mái hơn nha, hãy thư thả hơn. Hãy đứng dậy và leo lên ngựa đi, giống như tụi một, có đừng ngồi nữa. Cái giống như cũng có luyện thiền này, cũng có tu thiền rồi, cũng có sự hiểu rất là nhiều rồi, mà cứ nghĩ là tôi phải trở thành bậc giác ngộ, phải trở thành ánh sáng ở đâu ở trên đầu này kia mới đi chia sẻ, kiểu vậy không cần thiết.
bạn có nhiều trải nghiệm như là bạn có chia sẻ bấy nhiêu. Bây giờ Jesse sẽ bóc cho bạn một cái lá nữa trong cái để tính tụ ba, trong tụ ba chờ. Lá gì đây, có xỉu không? Cái số 56 cộng lại là số 11. Tụ hai ơi, nãy Jesse nói nó rất là mess với những cái thông điệp nãy giờ Jesse nói với mọi người. Thay đổi cái mối quan hệ hiện, thay đổi cái ví dụ như tụ 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 hai, cho Jesse hỏi 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 nhỏ xíu nha. Trong cái mối quan hệ của các bạn á, có những bạn họ những có những bạn nha là bạn vẫn đang có gia đình hoặc là chưa có gia đình, thì cái mối quan hệ của các bạn á với những người xung quanh và với những người thân cận nhất, với những người mà soulmate của các bạn, thì số 11 là cái số về trực giác tâm linh, rồi những cái số liên quan tới cái việc truyền cảm hứng cho mọi người luôn á. Nhưng mà sau ở trong á là để mình làm được điều đó thì mình nó nói là relationship change, là bạn cần phải quan sát lại những cái ngóc ngách của các bạn để mà các bạn bạn làm cho nó trở nên ổn hơn, được không? Tự nhiên tới đây thương nha, thương cái tụi một nha. À, tụi một cái tắc nghẽn, cái điều góc khuất mà để tụi một không có tiền như hiện nay là do mối quan hệ gây ra nha. Cái tụ tụ hai chứ lộn, tụ một là do cái sự sồn sồn, ý tưởng không có chịu, cứ đổ lỗi cho ý tưởng. Còn cái tụ quỷ sứ hai này nè, chửi luôn, là cái sự tắc nghẽn các bạn, đó là niềm, đó chính là cái sự tắc nghẽn ở bên về cái niềm tin của bạn với chính bạn và mối quan hệ của bạn ở xung quanh. Bạn có thể đâu đó bạn học nhiều quá, kiến thức bạn nhiều quá và bạn trí tuệ quá, bạn ngồi trên đầu trên cổ người ta và bạn thấy cái soulmate, cái người tri kỷ và những người xung quanh của các bạn không cùng đẳng cấp với bạn. Quỷ sứ à, cho nên đó là cái rào cản và cái góc khuất bạn cần phải được chữa lành, nên bạn tiền nó cứ tắc bạn hoài. Tại vì cái đó nó làm sao mà nó vui vẻ được, tiền làm sao mà nó đến với bạn được, và bạn tập trung vào cái đó quá nhiều thì cái tập trung vào cái nhiệt, cái lẽ sống, cái đam mê, cái những cái thứ mà bạn đang tập trung vào chính bạn, bạn đâu có thời gian thì làm sao mà tiền. Cho nên cái tụ này là cái tụ đang bị tắc nghẽn mối hệ, tắc nghẽn cái đó, và chính vì vậy nên tiền nó không tối nha, nhớ nha. Trời ơi, tự nhiên thấy cái tụ này thương quá. Trí tuệ, hiểu biết, đáng làm thầy thiên hạ, nhưng vì mối quan hệ ở trong nó chưa có ổn nên thấy mình không có tinh khiết, không có xứng đáng, cho nên vũ trụ nhắn lại đây hãy tin, tin vào chính mình, tin vào cái niềm tin của mình, đồng thời là phải chỉnh đốn lại cái mối quan hệ, hãy nói tha thứ với những người làm tổn thương mình đi mấy men mèn ơi, thì từ đó các bạn sẽ ổn ổn. Tại vì bạn 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 có khả năng, không phải là không có khả năng, nhưng tại vì bạn bị tắc nghẽn ở đó nên bạn thấy bạn không xứng đáng, nên bạn không có dám ra lò thôi. Bạn không dám chia sẻ với người ta, bạn không dám dạy ai hết trơn, vì vì bạn bị tắc nghẽn mối quan hệ. Oh yeah, không nữa, học nhiều quá nữa, học nhiều quá càng học càng thấy thiếu. Chọn một thứ mà mình học thôi, nghiên cứu tới cùng rồi đi chia sẻ, không có cần thiết học quá nhiều. Mấy cái khác chỉ là để bổ trợ thôi, đừng thấy mama gì cũng biết hết rồi bắt chước mama. Thật ra mama phải có một quá trình, mama thích một thứ trước chứ. Mama cũng là người mất tập trung lắm, nhưng mà chẳng qua là cái mama là đúng là nữ hoàng lửa nè, nữ hoàng gậy nè, cũng sồn sồn lắm, cũng sồn sồn, cũng hay bị dập tắt năng lượng lắm. Nhưng mà được cái là mama có được cái bản sơ đồ thành công của mama, nhưng mà không bao giờ bị lạc lối trong cái thế giới làm người này, thế giới trải nghiệm con người này thôi. Chứ còn ai cũng có những cái giây sồn sồn, có những giây phút mà tắc nghẽn, chứ không ai là thánh nhân ở đây hết. Tôi là người không phải là thánh. Oh yeah, bây giờ đến tụ ba, nói nhiều thôi, còn muốn nghe nhiều hơn hay muốn rảnh lên kênh Tracy Tarot nghe, ủng hộ, nhớ đăng ký cho tôi đủ người để chờ ơi, lần đầu tiên năn nỉ luôn á, mắc cười ghê. Không là gửi bạn bè gì đó đăng ký nó đủ giùm cái coi. Mà JC muốn vừa học là phải vừa chia sẻ cho nó nhớ bài. JC cũng đang nghiên cứu tarot thôi mà, chứ đâu phải chuyên gia gì đâu. Rồi, ok tụi ba. Bây giờ tụi ba là cái viên đá màu đen thui thui này, không biết cái gì xảy ra với các bạn đây. Thật ra tụ hai là nói chung là
tình cảm, mà cái tình cảm đó nó làm cho các bạn tắc nghẽn. Còn cái ông tụ một là không ai làm cho ổng tổn thương được đâu, ổng làm người ta tổn thương thôi. Thấy mấy người tụ một mà chọn cái này nè, sùng sồn nóng tính là người ta tổn thương thôi, ai làm cho mấy mẹ nó tổn thương. Mắc cười. Yến tụ mấy mà hì hì, tụ hai hả? Bà Thảo tụ mấy, tụ hai hả? Tôi mà chơi coi tarot giống như bị quỷ nhập thần vậy đó, nhiều khi không kiểm soát được cảm xúc luôn. À, kết nối với các bạn tụ ba, biết mấy giờ nữa rồi, trời ơi hôm nay phải làm bài giảng để tuần sau đó, chia sẻ cho cái cộng đồng kia mà không chịu làm, cứ ngồi suốt ngày cái cộng đồng chữa lành với tiền này đây này, chưa làm được cái clip gì up YouTube luôn đó. Tụ ba comment kết nối năng lượng nhanh nhanh, một tụ ba mày vô, tàu ba đâu rồi, nhanh lên để chơi xe kết nối năng lượng coi. Tụ hai sao buồn, tụ hai là trí tuệ lắm, chẳng qua nếu bạn đã tin, tụ hai là chơi xe chia sẻ theo kiểu hai chiều năng lượng. Nếu tụ hai mà các bạn đang có chiều năng lượng tốt rồi, các bạn cứ chiếm đi, được chưa? Các bạn chỉ có hơi linh hoạt chút thôi, chứ không có buồn gì hết. Chỉ còn cái tụ hai mà đang bị quan sát, nếu cái mối quan hệ của mình tiền mình nó chưa có ổn á, thì mình quan sát thêm về cái phần mối quan hệ, thử những cái mối quan hệ với ba mẹ, với tất cả mọi người á, cái chỗ nào tắc nghẽn nhất thì hãy 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 chữa lành, hãy xin lỗi để chữa lành thì bạn rất là nhẹ. Rồi tụ ba đâu rồi, tụ ba sẽ thấy đâu rồi, Hoàng Liên, Hồng Tuyển, Phạm Hồng, rồi nhắn nhanh nhắn nhanh, cái xe phải kết nối năng lượng. Tụ hai, tụ ba, Thái Huyền. Bây giờ đang coi tụ thì cứ coi thôi, ba tụ này thích tụ nào đây, ba bạn thích tụ nào. Đây là tụ một nè, đã qua rồi chút coi lại tụ hai, giờ mình đến tụ hai, tụ ba, giờ đây mình đang tụ ba ha, tụ hai coi rồi, đây tụ ba tiên đá này. Bạn đang thích tụ ba thì đang coi, bạn nào vẫn không phải tụ mình mà ở lại coi thì càng tốt, tại vì để học hỏi. Rồi kết nối với các bạn tụ ba, rồi bây giờ tệ chi luyện tâm tụ ba, tụ ba bốc màu đen nên nó vậy, màu đen nó rất là hay nhá. Màu đen nó có hai cái ý, thứ nhất là rất là sức mạnh, nhưng nó là chính là bóng tối. Thành ra chính cái bóng tối nó tạo nên sức mạnh của các bạn. Thành ra những cái nhãn hiệu thời trang mà nổi tiếng, họ sẽ chọn cho những cái thương hiệu họ đủ đẳng cấp nha, họ sẽ chọn màu đen. Nhưng mà những cái chỗ mà yếu bóng vía thấy màu đen là sợ, tưởng tăng tóc, được chưa? Nhưng mà đủ mạnh lên là thấy màu đen rất là quý phái huyền bí và rất là tuyệt vời, được chưa? Đẳng cấp. Nó có kiểu như năng lượng nó kiểu như vậy, sang trọng. Nhưng mà kiểu như mình yếu á, thì mình thấy màu đen là mình sợ, mình nghĩ tới cái chữ xui xẻo à. Nhưng mà mình mạnh là đây là cái chỗ huyền bí, thành ra sang trọng đó, những nhãn hiệu nổi tiếng của thời trang các bạn chọn màu đen. Thành ra cái vậy thì cái phần tụ ba đang chọn là cái này, sáu kiếm, được không? Thật ra các bạn sẽ thấy rằng là nhìn kiếm thì nói đến kiếm là năng lượng của trí tuệ, năng lượng của khí, tụ ba là năng lượng của khí. Bạn bạn nhanh, bạn nhanh ở đây ở cái kiện là cái trí tuệ của bạn suy nghĩ rất là nhanh. Bạn không phải là cái người mà theo kiểu bốc đồng, nhưng bạn có cái sự suy nghĩ chín chắn. Nhưng bạn phải suy nghĩ. Vậy thì cái năng trạng bằng comment vô dùm cho IC coi, cái trạng thái năng lượng của các bạn hiện nay á, nó quan trọng. Có nghĩa là bạn đang ở trạng thái năng lượng đỉnh cao, hay là trạng thái năng lượng kiểu như là đang đóng băng, hay là đang tắc nghẽn, nó sẽ rất là quan trọng. Nó quy định ra cái mức độ của các bạn. Có nghĩa là cái này rất là dễ nói nè, cái tụ này ra rất là dễ nói lắm. Tại vì đang hỏi là cái niềm tin giới hạn nào mà bạn cần phải thay đổi, đúng không? Cần phải khắc phục.
Vậy thì có những bạn tụ hai này nếu mà đã đòi làm cái gì rồi nó giống như con ruồi vậy đó. Cái tụ hai nào nãy nghe được cái con ruồi chưa? Kiểu như mình dùng mọi thứ quyết định của mình bằng cái sự trí tuệ, bằng cái suy nghĩ của mình á, thì đôi lúc mình không có lắng nghe được cái trực giác của mình một cách gọi là nó mượt hơn á, thì đôi lúc mình cứ đi theo cái chính kiến mà mình cho là đúng đúng nhất á. Thì tụ hai hiện nay cái công việc của các bạn đang làm á, các bạn đã làm được bao lâu trong cái công việc đó rồi, có ai mà làm được trên 5 năm chưa? Tụ này là suy nghĩ nhiều chín chắn lắm, nhưng mà nếu như cái suy nghĩ nhiều với chín chắn đó của bạn mà chưa tạo được cái kết quả đột phá của các bạn á, thì bạn hãy thay đổi góc nhìn, hãy nghe cái câu chuyện con ruồi luôn nha. Phải biết rằng là đừng có lao đầu vào một cái thứ mà nó không thay đổi được kết quả hàng bao nhiêu năm nay. Nhưng điều đó không có nghĩa là mình chối bỏ những cái thứ mà mình đã làm bao nhiêu năm nay, mà mình phải biết đúc kết lại trở thành một cái gọi là cái trải nghiệm quý giá, những cái bài giảng hoặc là những cái để mình chia sẻ lại cho người khác được á. Cái tụ này nó không có sồn sồn giống tụ một. Tụ một nó sồn sồn cũng không phải, sồn sồn đây không phải là cái năng lượng tụ một rất là chín chắn nha, rất là cái kiểu chín chắn mà không quá chín chắn, mà chín chắn theo kiểu vừa đủ để mà đi ra chiến trận rồi đó, ổn rồi đó, ý tưởng nhiều bao la, tâm hồn rất là tuyệt vời luôn. Nhưng mà tại vì có những đâu đó bạn không có quyết tâm theo đuổi cái ý tưởng đó, nếu mà nó chưa thành hình thì đôi lúc bạn cảm thấy là nôn nóng đạt được thôi. Còn đối với tụ này là thấy thời gian của bạn sẽ cảm thấy là bạn quá chín chắn đi, và đôi lúc bạn đang bị ở một cái năng lượng tắc nghẽn, bạn muốn kiểu như muốn đi một cái nơi đâu đó mọi người. JC cảm thấy là bạn đang muốn có một cái, bạn phải vượt qua một cái gì đó trong cuộc sống của các bạn á. Bạn phải vượt qua, bạn đang có cảm thấy đang gặp một cái khó khăn nào quá lớn không? Tụ này đang phải vượt qua một cái dấu mốc lớn quan trọng trong cái cuộc sống của các bạn. Đây là giai đoạn mà bạn cần phải vượt qua, và đây là cái hành trình mà cũng chính vì cái giai đoạn dấu mốc này nè, hiện tại này, cho nên tụ ba mới bắt đầu đông như giai đoạn bắt đầu cái hành trình tỉnh thức này, bắt đầu cái hành trình tỉnh thức này, và muốn có một cái hành trình để mà quay về với chính mình này. Muốn muốn đi đâu đó để mà được chữa lành á. Cái tụ này có cái năng lượng chữa lành, nhưng mà bạn bạn bản thân bạn đang cần cái sự chữa lành cho chính bạn trước tiên nè, cái tụ này. Và cái tiền của các bạn á, nó đang bị tắc là tại vì bạn đang kiểu như suy nghĩ quá nhiều cho một cái dự định, một cái kế hoạch của bạn. Để Chelsea phải bóc thêm một cái lá này để giải mã thôi. Tụ này cảm thấy đang 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 cảm thấy Chelsea đang 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 không có cười đùa nhiều giống tụ một nãy. Tụ tụ này Chelsea cảm thấy rất là lắng động, đồng cảm với các bạn. Tụ này giống như gọi là đã có những cái sự trải nghiệm lớn lắm. Và lại lại là đúng như cái lúc mà bạn tỉnh thức nhận ra rằng cần phải buông, cần phải đi đâu đó, cần phải buông, cần phải học cái cách để mà tự chữa lành với chính bản thân mình, và nhận ra là mình sẽ vượt qua cái khó khăn của mình. Không phải là các bạn đang không chấp nhận khó khăn đâu, các bạn thấy được khó khăn và bạn đang tỉnh thức để vượt qua khó khăn. Cái tụ này nè, và cái dòng chảy đồng tiền của các bạn nó đang tắc nghẽn là do bản thân của các bạn, cái suy nghĩ của các bạn cố hữu trước đến giờ. Bớt tính toán đi ha. Mình đôi lúc mình tin vào những cái gì nó đơn giản nhất thì nó là đúng á mọi người, tính nhiều quá nó lại sai. Trời ơi, hay không thể chịu nổi.
bóc trúng một cái lá gọi là giống như bạn hãy 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 giống như là hãy hãy buông bỏ, hãy thả lỏng mọi thứ để nhìn thấy được ánh sáng của chính mình đó. Có nghĩa rằng là ví dụ bạn suy nghĩ quá nhiều ha, xong rồi bạn cứ 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 nghĩ là những cái suy nghĩ của bạn, chỉ cần tập trung vào cái suy nghĩ đó thì bạn sẽ tìm ra được cái hướng giống như con ruồi vậy đó. Nhưng cái đó nó không phải là cái giải pháp, mà người ta nói là cái buông, cái nghĩa là mình relieve, mình bỏ đi những cái thứ mà nó đang gọi là cố hữu trước đến giờ đi, thì mình thả lỏng tâm trí của mình đi. Thì cái lúc mà bạn thả lỏng tâm trí của bạn chính là cái lúc mà bạn thấy được cái ánh sáng của bạn ở bên trên này nè. Bạn hiểu ý kiểu không? Cho nên cái tụ này rất cần thiết phải đến với thiền định. Rất cần thiết phải đến với thiền định, được chưa? Để quân bình lại năng lượng, quân bình lại năng lượng. Và bóc một cái lá thần số nữa. Tụ này tự nhiên nó tắt tắt tắt. Nhưng mà tụ này trí tuệ. Nhưng cái trí tuệ này hãy làm cho nó tới luôn nha. Tại vì thật ra bạn đến với cái thế giới mà trải nghiệm, bạn đã là một sinh vật tinh thần rồi mà bạn trải nghiệm con người theo một cái góc nhìn là theo kiểu là không tin vào những cái điều liên quan tới huyền bí đấy, về cái sinh vật tinh thần này của bạn á, mà bạn 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 không mở lòng á, thì bạn sẽ bị theo kiểu là nó không đi nhanh được á. Hãy cho cái trí tuệ của siêu nhiên nó sinh khởi đi. Bây giờ hãy bóc một lá cho bạn. Trời ơi, chuẩn không cần chỉnh luôn, thấy chưa? Phải nói chung là tụ này cần phải sắp xếp tổ chức lại mọi thứ cuộc sống của mình, giống như phải có một cái công cuộc gọi là tự mình truyền cảm hứng cho mình, tự mình cho mình thấy ánh sáng của mình vậy đó. Chứ không, trời ơi, cái tụ này thương quá đi. Tụ này bóc được con số 5 của thần số. Mày biết số 5 là cái gì? Số 5 là có cảm xúc. Trời hay quá ha. Bóc cái lá này là muốn ra đi rồi, thấy chưa? Leo lên thuyền rồi nè. Lá này là số 5. Mà số 5 trong thần số học là tự do, đúng không? Bạn có nhớ từ đâu? Tự do nè, tuôn chảy cảm xúc, và muốn muốn hãy cho cái cảm xúc mình được tuôn chảy nha. Tụ 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 hai tụ ba này, hãy cho cảm xúc mình được tuôn chảy. Khi bạn tuôn chảy được cảm xúc thì cái tâm bạn có tự do, chứ không nhất thiết là phải ra đi thì mới tự do. Cái tụ này, thật ra bạn cũng không phải là cái người mà theo kiểu là mất bình tĩnh, theo kiểu là sùng sồn ập mặt người ta khi mình không hài lòng cái gì. Bạn chủ yếu là bạn hơi cam chịu á. Bạn không thích thì bạn có thể chọn cách né là chính. Cái tụ này mà chính vì bạn bạn né thì bạn lại 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 sao ta, ai tụ năm đâu, ai 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 là đang là tụ tụ ba đâu, comment cho si coi. Thương cái tụ này vậy ta, bạn cam chịu quá vậy. Bạn tuôn chảy đi, bạn tìm một bờ vai để bạn giải đau tỏa đi, bạn khóc đi, không? Nước mắt thôi mà, có gì đâu. Giờ khóc cũng được. Đâu ai cấm. Bây giờ khóc cũng được, cứ muốn nào lúc mình khóc thì mình cứ khóc. Mình cho cái năng lượng của mình nó được giải phóng. Mình tuôn chảy cảm xúc đi, bạn không cần phải đi tìm kiếm một sự tự do đâu hết. Bạn tự luyện cho mình để mình có được cái sự tự do, cái ánh sáng ở bên trong mình. Bây giờ muốn rút một cái thông điệp khác dành cho cái tụ ba, chờ xíu nha, lấy bộ bài khác.
Nhiều khi đừng có quá trí tuệ rồi quá tỏ ra mình là cái người mà theo kiểu không ai làm mình khóc được, không cần. Đây giờ bóc cái tụ gọi là hiểu về cái vô thức của bạn chút, mà gửi năng lượng đến tụ ba, không phải ba tụ, nó phải có một tụ vậy đó. À, nó hay vậy, tao rút nó rất là hay, nó phải có một cái tụ như vậy. Yến tụ ba hả hay tụ hai? Mấy giờ rồi mọi người, đang không có đồng hồ ở đây luôn á, điện thoại đang live stream biết mấy giờ luôn. Hơi nước nha. Nối năng lượng tụ ba, lời chỉ dẫn nào, thông điệp nào dành tụ ba ngay lúc này để bạn đó có thể vượt qua được những cái rào cản về niềm tin giới hạn, để dòng chảy ra gửi cái năng lượng để cho tiền đến với bạn một cách lưu thông hơn. Nó hay không? Bạn thấy bóc cái lá mà ngồi nghỉ ngơi là bạn biết rồi đó. Thiệt sự luôn á, bà nó lên không thể nào mà nói được cái gì nữa luôn. Hãy nghỉ ngơi giống như đây là ngày cuối cuộc đời của bạn vậy đó, ngày cuối ngày vậy đó. Hãy giúp bạn hãy có sự nghỉ ngơi đi mọi người. À, tụ ba này là cần có sự nghỉ ngơi. Hãy tìm những cái khoảng như những cái nơi mà thiên nhiên á, mà nó thật sự kết nối với thiên nhiên á, những cái nơi kết nối với thiên nhiên, những cái mảnh đất mà thật sự là bình an á, để bạn thư giãn cái cơ thể và tâm trí của các bạn ha, để bạn có thể kết nối được với cái phần phần linh hồn, cái phần tinh thần của các bạn á. Các bạn cảm thấy đang trời nó hay ghê, bóc cái lá sáu kiếm nè, xong rồi bóc cái lá nghỉ ngơi, trời ơi thiệt sự luôn á, refill nữa chứ. Rồi coi như là hiểu ý rồi đó, không cần phải nhắn nhủ gì hết ha, bây giờ cũng quá hết giờ rồi. Hãy nghỉ ngơi, kết nối với cái cơ thể của các bạn. Nghỉ ngơi, nếu bây giờ mình chưa tìm được chỗ nào để đi, để nghỉ ngơi, để thư giãn với thiên nhiên, với sống, thì mua một cây cảnh về để trước nhà, hít cái lá cho nó thư giãn. Cái cây nào mình thích mình hít, mình thay đổi lại sân vườn của mình làm sạch nhà cửa nha, dọn dẹp nhà cửa mọi thứ luôn. Cho nên các bạn nào mà còn ở lại, không phải tụ một, không phải tụ ba, không phải ở lại, cho xin bóc một lá cuối cùng dành cho các bạn. À, để các bạn mới biết cách là phải ở lại ủng hộ bạn khác, coi xong quất đít đi là không được. Cho nên thành ra đó, cái thông điệp dành cho tụ này là cái việc kiếm tiền của bạn nhiều rồi, nó mệt rồi, nó vất vả lắm, và có thể kết quả nó vẫn chưa đạt được những cái như cái như ý muốn của các bạn. Nhưng đây là thời điểm bạn cần nghỉ ngơi, cần nghỉ ngơi để tái tạo lại cái sức lao động, cái cơ thể của bạn kết nối với cái phần linh hồn của các bạn. Linh hồn của bạn nó không thể nào, cái là trí tuệ nó phải đi cùng với cái cơ thể của bạn. Bạn học những cái tư duy rất là lớn, bạn nghiên cứu ghê lắm, tư duy lớn lắm, nhưng cơ thể của bạn nó lại kiểu nó tắc nghẽn, nó mệt mỏi, nó muốn nghỉ ngơi, thì làm sao mà nó dòng chảy, nó thông được. Thành ra cái tụ này thông cần phải biết sắp xếp lại thời gian, tổ chức lại cuộc sống, học cái cách là lắng nghe trực giác của mình nhiều hơn, nghỉ ngơi để kết nối với trực giác, kết nối với phần linh hồn của mình, thì bạn có cái trí tuệ đó, chẳng qua là bạn không chịu cho cơ thể của bạn nó được xứng tầm với điều đó thôi. Được chưa? Bây giờ Jesse sẽ bóc một cái lá lá giống vậy luôn, gọi là conscious spirit. Phải bóc, phải tìm cái bộ gọi là tinh thần linh hồn để bóc cho cái tụ này. Và bây giờ bóc cái lá cuối cùng dành cho tất cả những người còn đến thời điểm này, con số Jesse đang bóc tụ này, được chưa? Các bạn ơi, truyền năng lượng cho tụi ba đi ha. Ừ. Thật ra tụi ba trí tuệ lắm, chỉ có một bước nữa thôi là nghỉ ngơi thôi, chứ không có gì hết. Trời ơi, có nghỉ ngơi thôi mà cũng làm. Nghỉ ngơi không có nghĩa là ngồi ngủ, ngủ nướng, ngủ dậy trễ, ngủ nhiều, mà nghỉ ngơi là phải dục thể thao, dậy sớm, tập thiền, đến những nơi cái nơi thiên nhiên, không nhất thiết phải đi Đà Lạt, mà mua cái cây cảnh để ngắm nó cũng là nghỉ ngơi. Trời, JC, cái tính của JC nó hưởng thụ lắm mọi người ơi. JC là hả?
hưởng thụ đâu cần phải xa hoa, có nhiều cái để mình hưởng thụ mình mà. Rồi bây giờ bóc một lá dành cho ba tụ, lời chỉ dẫn nào dành cho ba những cái con người. 88 người kìa mọi người, 88 người đang online kìa, bóc liền. Thương thích quá đi, bóc cái lá là nè, nó hơi ngược nên sẽ đọc ha. Gọi là nguyên tố đất, earth element, nguyên tố đất. Trời ơi, thầy xì xỉu luôn, để cho xin mở cho mọi người, cho xin không nói. Đây, đây, đọc được tiếng Anh không? Chưa? Yeah. Đọc được tiếng Anh không? Đó, mọi người thấy chưa? Abundant, mọi người thấy chưa? Cái chữ abundant nè, là thịnh vượng nè. Trời ơi, xỉu không? Người nào mà đang 88 mà thoát ra, tôi quýnh chết. Mày có vô không được ra. Ngay cái số 88 JC bốc hay si giang hồ chứ sợ. Bốc được cái lá nguyên tố đất, đất là đại diện cho pentacle, đại diện cho tiền, đang bốc cái bộ bài liên quan tới spirit thôi, gọi là về linh hồn tinh thần thôi, nhưng nó ra được cái nguyên tố tiền. Cho nên những cái con người mà còn ở lại tới cuối buổi ngày hôm nay thì không thể nào mà các bạn không giàu có được. Các bạn hãy tin vào việc là hạnh phúc sẽ trở nên giàu có đi, được chưa? Hãy thanh tẩy những cái gì gốc cách gì trong cơ thể của mình, nó dẹp cho nó hết. Điều trước tiên là về làm sạch cái ngôi nhà của mình, dọn dẹp nhà cửa. JC live stream xong, JC cũng dọn dẹp nhà cửa của JC đây. Rồi các bạn hãy nên cái câu đơn câu câu đầy đủ của nó nè. Bằng cái lòng biết ơn của mình á, bằng cái lòng biết ơn tôi chấp nhận cái sự thịnh vượng, hay là từ cái mẹ trái đất á, sẽ đến với tôi. Có nghĩa là khi mà bạn có lòng biết ơn á, thì bạn sẽ thấy được là cái sự thịnh vượng, cái sự sung túc nó ở xung quanh bạn luôn, được không ạ? Giống như một cái câu nói rất là hay là khi khi mà mình tình nguyện cho đi cái thứ mà mình đang tìm kiếm á, là chính là cái lúc bạn đang cho cái dòng chảy thịnh vượng của vũ trụ luân chuyển trong chính cái cơ thể của bạn. Cho nên khi mà bạn biết ơn có nghĩa là bạn sẽ cho đi, thì bạn biết ơn hay là bạn đang có rất là nhiều nguồn lực thì bạn mới biết ơn chứ. Thì lúc này bạn đã cho phép bạn rất là sung túc, rất là đủ đầy, rất là thịnh vượng rồi, lúc này bạn sẽ có trái tim cho đi rất là nhiều. Ví dụ như JC thấy JC rất là thịnh vượng, rất là đủ đầy, rất là nhiều, thì JC chỉ biết cho đi thôi, được chưa? Và cái cho đi đó làm cho JC cảm thấy rất là sung túc, cảm thấy rất là dễ thương, cảm thấy rất là thích thú, là coi như cuộc sống mình nó đã là viên mãn rồi. Cho nên tất cả những cái bạn cả ba tụ chốt lại là các bạn hãy rút ra được một cái điều keyword ngày hôm nay là biết ơn những gì mình có, được chưa? Và cái gọi là giống như gọi là mẹ trái đất á, là xung quanh chúng ta đã cho chúng ta rất là nhiều cái nguồn lực rồi. Chúng ta chỉ cần biết ơn cái điều này, cái là chúng ta đã sung túc và thịnh vượng rồi, năng lượng chúng ta sẽ đủ đầy và chúng ta sẽ không còn có tư duy khan hiếm nữa, thì từ đó cuộc sống chúng ta sẽ rất là viên mãn. Ôi viên mãn quá, kết thúc bóc một cái lá là sao mà thích vô cùng luôn. Và cái lá này, nó trong cái lá này là số thứ tự số 6. Số 6 nói đến tình yêu đó và sự sáng tạo đó. Chính là cái tình yêu và cái sự sáng tạo nó sẽ mang đến cái sự đủ đầy thịnh vượng cho các bạn. Rồi ok, kết thúc ở đây. Chương trình chúng ta kết thúc ở đây. Và chúc cho các bạn ăn cơm ngon miệng. Hôm nào livestream nó cũng quá giờ vậy đó. Kinh khủng không? Mày mà tách làm hai clip chứ một cái clip thì không ma nào mà dám xem tới cuối clip mà trong vòng tới 2-3 tiếng đồng hồ thế này được. Rồi, xin chào mọi người. Dọn dẹp nhà cửa nha, sạch sẽ. Thanh tẩy nhà, mua những cái thứ thanh tẩy gì đó, ví dụ như là vỏ bưởi hoặc là những cái đồ mà để thanh tẩy, các bạn lên sọt sạn mạng sọt đầy rồi bạn thanh tẩy. Chút nữa chị sẽ đốt 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 thanh tẩy. Rồi bye bye, chị phải đi nạp năng lượng đây. Chị cũng không phải là cái dạng mập mạp gì mà suốt ngày cứ phí sức không ăn uống. Rồi ok bye bye, chúc mọi người ăn ngon, ăn healthy nha. Mình chưa kiếm được nhiều tiền thì mình ăn healthy, mình tôn trọng mẹ trái đất là mình sẽ cũng là một sự thịnh vượng đó. Bye bye. Trời trời, lại mới nhìn con số 88, tự nhiên ai tôi 88 mà kết thúc đây, mà để tôi lấy được cái sự